Chào cả nhà nha, rất vui được gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo trên kênh Trần Lang Food. Hôm nay thì mình đang ở Phú Yên cả nhà. Ở đây là được biết là một căn nhà là nhà rất là cổ, được phải 200-300 năm rồi. Và trong đây có rất là nhiều món đồ cổ, và hôm nay anh em mình ghé qua đây thì anh em mình sẽ làm một cốc cà phê ở trong này. Nhưng mà mọi người muốn xem chi tiết ở cái video quay cái nhà cổ này thì mọi người lên kênh xe đồ cái vlog của người xem nhé. Bây giờ mình chỉ quay cái hậu trường ở bên phía ngoài thôi. Ở đây là có rất nhiều những cái loại đồ cổ ở đây, những cái xe Vespa vui lòng không ngồi lên xe, các kiểu xe từ thời mấy trăm năm rồi đấy. Xưa mà có cái xe này cũng là gọi nhà có điều kiện đấy. Này qua đây. Hôm nay em ăn hả? Em tính ăn hả? Hân hả? Anh có hỏi tên rồi mà, nhưng mà kiểu như anh quên đấy. Kiểu anh là có cái thói quen kiểu là đi đến đâu cũng hay mang tiếng lời ca tiếng hát của mình đến với mọi người á. Anh có thể hát tặng em một bài được không? Dạ, được. Em thấy không, tặng em một bài nhé không? Dạ. Cái bánh này là bánh ít chưa không? Dạ, cái này là bánh ít lá gai ạ. Nhưng mà mình làm trong đó là nhân gì em? Dạ, nhân dừa. Nhân dừa hả? Dạ. Ở Giang Quảng Ngãi của anh, bố anh thường hay làm nhân bằng đậu xanh. Dạ, đúng rồi. Đây, trứng gà đây mình ăn được chưa không em? Dạ, cái này là trứng gà bên em, là trứng gà ta được sấy chung với trà ô long tử quý ạ. Bên em là sấy bằng công nghệ máy sấy và sấy trong vòng 32 tiếng với nhiệt độ là 100 độ C. Nên khi ăn á, bên trong quả trứng gà nó sẽ có màu trà luôn. Kiểu như là nó thẩm thấu tinh chất của trà vào trong trứng. Tại vì khi sấy là sấy bằng trứng sống, nó rất là có hương thơm của trà và màu của trà, và đặc biệt là kết hợp với muối trà do bên em tự làm. Nhưng mà một suất như là có được 3 quả hả? Cái này thì em bán 15.000 một quả. Thì anh muốn dùng bao nhiêu quả thì 15.000 một quả thì mình có bán luôn cái chén trà này không? Dạ không ạ. Như cái chén này là đồ cổ hay là đồ mới? Dạ cái này thì chén bình thường thôi. Chén thường à? Cái này cổ cổ kiểu như đồ cổ nha. Dạ, rất là đặc trưng, để phù hợp với quan cảnh ở đây. Thế thì anh hát tặng em bài trước rồi ăn sau nha. Dạ, dạ em cảm ơn. Nát bài về Tây Nguyên nhé, một bài được mang tên là Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Nhưng mà anh lấy ghế ra, từ. Thật ra là khi em gái ngồi này, ở đây là đang là bán hàng mọi người. Ở đây là một cái quầy bán hàng, nên là mình muốn mời em gái ra ngoài bàn kia, nhưng mà sợ là có khách đến mua hàng cái kiểu đấy, em gái không đi được đúng không? Mình ở trực chiến ở đây đúng không? Dạ, đúng. Anh ngồi gần đây anh hát luôn nhé. Anh đứng nghe hay là ngồi nghe? Dạ em đúng rồi ạ. Okay. Trứng này mọc dưới đất lên này em. Sao lạ thế? Dạ cái này là đem sấy ạ. À. Sấy dạ, á? Dạ, cái này là trà chứ không phải là đất. Sấy vào cái gì đây? Dạ sấy trong công nghệ bằng máy sấy như thế này là máy sấy. Thôi anh em ngồi đánh đi em okay. Lấy. Nước khoan. Em mượn cái. Đập trứng. Cái này trứng này chỉ trưng bày thôi. Ăn được mà. Dạ được, nhưng mà bên đây sẽ lấy nóng cho ăn. À thế à? Nhưng mà cái này ăn được không? Dạ được ạ. Coi. Tại mỗi lần em thấy anh đập vào đấy nên em mới mượn. Chính với em? Dạ chính rồi ạ. Trong mùi nó thế à? Cái này chắc không ấy rồi, để em lấy cho anh ạ. À thế à? Cái này, cái chủ yếu để trong bài thôi ạ. Ồ thế à, anh xin lỗi nhá. Thế thì anh đền 15.000 vào đây nhá. Cái này để thế có bị đền không em? Dạ không sao ạ, cái này chắc nó bị hư rồi. Ừ, tí em lấy cho anh quả khác nhá. Anh gì đập nghe đau thế. Bình thường mấy bữa đập đâu có đau đâu mà. Mọi lần anh bảo em đập vào đấy mà. Anh toàn là đập vào đấy. Ok, để anh hát xong bài tính sau. Em đứng đó hay là nghe hay ngồi? Dạ, em đứng ạ. Em đứng thì anh cũng đứng cho nó đều nhau đi. Cho anh đập lại chứ, phải bù nhá. Được không? Đừng dỗi nhá. Em đứng anh cũng đứng cho nó đều nhau nhá. Có lần nào mà có ai hát tặng cho em đứng kiểu này chưa? Chưa ạ. Lần đầu tiên đúng không? Dạ, đúng rồi. Mong rằng là một kỷ niệm đáng nhớ cho anh và em nha. Dạ. Anh cũng rất chưa lần nào mà đứng hát kiểu này hết. Anh toàn là ngồi thôi. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên anh đứng hát như thế này. Anh hát bài Nỗi Nhớ Cao Nguyên nhé. Dạ. Anh hát nhé. Dạ. Mời em nghe nhé. Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên chờ đợi. Lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang. Rồi đi xa thấy nhớ, những cao nguyên lửa cháy. Đêm âm thanh của rừng, đêm dịu cần men say.
tôi như say tình công trình, tôi như say hư cao nguyên đại hà, tôi như say đất đỏ mà ra, tôi như say đất trời thanh thang, rồi đêm trăng giấc em cao nguyên dạng người, tôi hoang vu cỏ dại, con cú về đi hoang, rồi đi xa. Sao đáng em cười làm em mắc cười theo. Ăn trứng đi rồi em đi bán cho anh mấy quả trứng đi. Em đi bán cho anh quả trứng đi. Em tưởng là quả trứng này ăn được. Chứ anh đi vô trong đó quay video được không em? Được ạ. Nó được hả? Em lấy cho anh mấy quả đi. Em tính đầu người một người một quả đi. Mình đi 5 người đúng không ạ? Như 5 người ạ. Thêm 4 cái thôi. Ồ, hấp bằng trào luôn. Hay à. Đấy là vừa nãy là anh hỏi để ăn được không? Em bảo ăn được là anh mới tập để ăn đấy nhá. Dạ. Thế có đền không em? Dạ. Có đền không em? Có bác đền không? Sao? May quá, không sao. May là đủ tiền. Đủ tiền. Chờ em gái xong thì em gái đưa trà, đưa trứng ra nha mọi người. Đấy, em gái đang chuẩn bị đưa trà. Đó là mình ăn trứng này mình có được uống trà không em? Không rồi. Mình uống cà phê. Uống cà phê à? Cà phê mua lúc nãy đúng không? Dạ đúng không. Chứ còn bên em không có miễn phí cho uống trà hả? Bên em là có cho dùng thử trà, bên em bán trà anh. À thế nếu mà anh thử mà anh không mua có được không? Dạ được ạ. Thế em cho anh một cốc trà thử luôn đi. Bên em có nhiều loại trà. Chút nữa em sẽ giới thiệu. Em kể tên đi, em kể tên đi. Đây là ngang này. Mà này đi em. Ờ thôi được, để đây được em ơi. Để đây được, tôi gọn đi. Em đỡ phải gọn. Em hướng dẫn cho anh cách ăn trứng như nào đi. Dạ, anh cách ăn trứng là vừa này. Cầm cầm ấy. Nào cầm ấy em bảo. Đập lại không người tối về dối. Cứng cứng không? Cứng đấy chứ. Đập không vỡ. Em cho anh mượn cái đập trứng đi, cho anh mượn một cái đập trứng đi. Thôi đây này. Em tưởng quả này nó dễ đập. Ăn đi em. Dạ. Anh giờ mà treo thế là chứ ăn trứng dễ mà, anh cũng biết ăn trứng mà. Ừ, thơm nhở? Thơm mà. Ủa? Thơm mùi trà luôn ấy, kiểu như mới uống trà đấy. Cái này sao đây, ủ với trà hay sao em? Ủ trà đấy. Mắt trà đấy. Vị trà xanh matcha đấy. Đây em đập bù hai cái vào đầu em nhá. Cái gì đây? Tối nay đừng có giận nhá. Chấm trà luôn hả? Tiêu hả? Thế nào ấy? Em ơi, chấm trà luôn em ơi. À, trà luôn này. Trà khô. Mời cả nhà nhá. Đúng không? Mời cả nhà nhá. Nóng nhờ. Ăn được đấy. Ngon nhờ. Mình cứ sợ ung hay gì à, ăn ngon không ngờ luôn. Em ơi, cái này là ăn anh em. Anh hỏi không cần hướng dẫn nhưng mà nó có những cái công dụng gì cho sức khỏe mà bên em lại phát minh ra cái này hay là học ở bên đâu vậy? Bên em là có ông chủ kinh doanh trà trên Lâm Đồng. À. Nên cái này là bắt nguồn bên Đài Loan. Cái trứng này á? Dạ. Ừ. Đúng rồi, bắt nguồn bên Đài Loan. Chủ muốn mang đến Việt Nam mình và ông chủ bên em là kinh doanh trà nên có điều kiện trà để làm ra món này. Tại vì cái này rất là tốn trà. Thế à? Nguyên liệu trà. Dạ. Ủ cùng trà. Dạ đúng rồi.
mình sấy mình ủ rất là tốn rất là nhiều trà. Vậy thế à? Dạ, nhưng mà bên em là kinh doanh trà nên có điều kiện để làm cái này. Nhưng mà người ta phải có lợi gì cho sức khỏe thì mới ăn được cái này chứ. Dạ, cái này chủ yếu là độc lạ thôi. Độc lạ? Độc lạ. Nói chung là cái trứng cùng bổ, trứng gà ta mà, trứng gà ta là bổ cho. Cái này là một quả trứng bình thường gà ta khoảng 4.000. Nhưng mà khi làm này thành mười mấy nghìn nhưng mà cũng xứng đáng. Dạ, tại vì rất là đặc biệt. Anh mời em một quả. Em cảm ơn. Thơm nhỉ, thơm. Lại cái này là em cảm ơn muối trà. Cái này là muối làm từ trà luôn. À. Không phải là muối tươi, muối ớt như mình ăn trứng bình thường. Ừ. Cái này là thơm do bên em tự làm. Thơm dạ, trà. Làm thủ công luôn ạ. Em có người yêu chưa? Dạ, em có chồng rồi. À. Thế là làm anh ra làm được mà em chưa có người yêu. Dạ. Anh tệ ngạn khổ. Nãy giờ đàn hát đây. Từ sau từ đầu vào em anh tặng đàn em bảo là em có chồng anh đừng có đánh đàn nữa. Ừ, ngạn nó ra. Thôi đòi đùa chứ anh quay trở lại nó giải trí ấy. Thế là chứ không có ý gì đâu nhá. Ừ. Cảm ơn em nhá. Thơm nhở, trứng này ngon nhở. Công nhận thơm được ạ. Ừ. Em nào ăn lên tới. Em no. Lần đầu em ăn đấy. Ba gan không bằng. Dạ, không, tốt lắm đấy. Ăn ngày không ăn nữa mình ăn. Hôm nay anh ăn 4 quả trứng rồi đấy. Cũng mặn và thơm mùi trà mà trong này thơm mùi trà luôn á. Hai ngày từ trước giờ chưa thấy quả trứng nào luôn. Làm từ trà luôn. Trứng chín từ trà. Muối tầng mùi từ muối trà luôn. Nó là như kiểu mình uống trà. Thưởng thức trà. Thơm một trà. Thơm phức. Cái này hơi mặn ngon đấy. Thơm. Đây trà đúng không? Bởi trà luôn. Vụn trà. Chà vụn chắc là sạc ra rồi. Đem xem nào. Đây giống như kiểu làm chà ô long rồi, những cái vụn đấy. Ngay ngay khi anh em lên đường nhỉ? Anh em lên đường à? Chào tạm biệt mọi người nhá. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá.